Muốn biết một người đàn ông bản lĩnh hay bất tài, nhìn vào ba điểm sau sẽ rõ. So với việc gả cho một người đàn ông không có bản lĩnh, phải hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống của mình xuống, chi bằng cứ ở một mình, vui vẻ, tự do tự tại. Nếu gả cho ai đó, vậy thì nhất định hãy sáng mắt ra, tìm lấy cho mình một người đàn ông có bản lĩnh để có thể dựa dẫm suốt đời. Đàn ông là trụ cột của một gia đình, đàn ông có bản lĩnh hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của cả một gia đình. Đàn ông càng bản lĩnh, gia đình càng hạnh phúc, hòa thuận, đàn ông càng vô dụng, không khí gia đình càng u ám, buồn bã. 1. Đàn ông có bản lĩnh, mạnh ở bên ngoài, đàn ông bất tài, ra vẻ ở trong nhà. Ông trùm xã hội đen một thời của Thượng Hải, Trung Quốc, Đỗ Nguyệt Xanh từng có một câu nói nổi tiếng như này: người thượng đẳng có bản lĩnh, không nóng nảy, người trung đẳng có bản lĩnh, hơi nóng nảy, người hạ đẳng không có bản lĩnh, vô cùng nóng nảy. Càng là đàn ông bản lĩnh, đạo đức, tâm thái và sự nhẫn nại của họ càng lớn, họ có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, đặc biệt là sẽ không mang sự bực tức hay nóng giận theo cùng về đến nhà. Ở bên ngoài, họ có thể là những trùm khởi nghiệp đang không ngừng nỗ lực vất vả phấn đấu, là những tinh anh có chút thành tựu nhỏ hay là những lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn, ngày thường phải trải qua không biết bao nhiêu mưa gió báo bùng hay những bực dọc không đâu. Nhưng chỉ cần bước chân vào nhà thôi, họ sẽ trở thành một người chồng, một người ba dịu dàng. Trong tâm lý của họ, nhà là nơi tránh gió, là chốn ấm áp và thoải mái nhất trong cuộc đời. Bất luận bên ngoài có phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở vất vả, bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần về tới nhà, mọi thứ đều sẽ tan biến hết. Đàn ông có bản lĩnh, mạnh ở bên ngoài. Còn người đàn ông vô dụng lại vừa hay ngược lại. Ở bên ngoài, họ thấp cổ bé họng, làm gì cũng không xong. Khởi nghiệp không chịu được khổ, làm công thì không biết điều, sống kiểu cố gắng cho qua ngày. Bản lĩnh của họ không lớn, nhưng sự nóng nảy thì vừa hay tỷ lệ nghịch. Đừng trông ở ngoài tỏ ra yếu đuối, thấp bé, một dạ hai vâng. Một khi về tới nhà, họ sẽ trút hết những ấm ức và tức giận đó ra với vợ con. Đàn ông đích thực là người che mưa chắn bão cho vợ con, đàn ông xấu xa chuyên tạo ra hỏa hoạn cho gia đình. 2. Đàn ông bản lĩnh, thương vợ, đàn ông bất tài, yêu bản thân. Đàn ông bản lĩnh thường có một gia đình hạnh phúc. Họ có giáo dục, có lòng biết ơn, luôn ghi nhớ rằng đằng sau thành công của mình là những sự bỏ ra âm thầm của vợ. Nó khiến họ phấn đấu vì vợ con và đồng thời yêu vợ con gấp bội. Gia hòa mới có thể vạn sự hưng, đàn ông muốn thành công, gia đình trước tiên phải hạnh phúc, hòa thuận. Vì vậy, vị trí của gia đình trong lòng họ là vô cùng quan trọng. Có bận rộn tới đâu, họ cũng sẽ dành thời gian ra để ở bên gia đình. Có mệt mỏi tới đâu, họ cũng sẽ về nhà chia sẻ việc nhà với vợ con. Họ hiếm khi tức giận với vợ, càng không tùy tiện đánh người ta. Bởi lẽ họ biết làm tổn thương tới người thân yêu là biểu hiện của kẻ vô năng nhất. Ngược lại, đàn ông vô dụng, họ luôn luôn chỉ biết yêu bản thân, bất kể là làm gì, họ đều sẽ nghĩ tới bản thân mình trước tiên. Cãi nhau, trước giờ không bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của vợ, hai từ nhượng bộ không hề tồn tại, thay vào đó sẽ chỉ là những tiếng quát tháo cùng những hành động chân tay khiến người ta sợ hãi. Công việc cũng không thấy bận rộn hơn vợ là bao, nhưng về tới nhà là như Phật sống, ngồi chềnh ảnh ra đó không biết làm gì, không xem tivi thì chơi điện tử, không biết chia sẻ việc nhà với vợ, thậm chí tới con cái cũng lười quản. Đối với mình thì rất hào phóng, lấy tiền hai vợ chồng tiết kiệm ra mua xe, thay đồng hồ, nhưng đối với vợ lại vô cùng keo kiệt, tới một chiếc váy đắt tiền một chút cũng không nỡ mua. Đàn ông bất tài, yêu bản thân. Đàn ông bản lĩnh, yêu vợ nhất. Đàn ông vô dụng, yêu mình nhất. Đàn ông bản lĩnh, cầu tiến. Đàn ông bất tài, ca thán. Có câu nói rất đúng rằng, nghèo vật chất không đáng sợ, nghèo tinh thần mới là đòn chí mạng. Đàn ông muốn có bản lĩnh, nội tâm nhất định phải kiên cường, phong phú. Xuất thân không tốt, không sao hết, gia đình bình bình, cũng chẳng đáng lo. Khó khăn là chuyện bình thường, nó cũng không phải là cái hố mà bạn không bao giờ nhảy qua được. Việc cần thiết nhất đó là phải thay đổi quyết tâm và dũng khí ở hiện tại. Đàn ông thành công sẽ không bao giờ ca thán. Họ lạc quan, tích cực hướng về phía trước, luôn luôn mang trong mình nguồn năng lượng nhiệt huyết, tích cực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ông trời trước giờ không bao giờ phụ lòng người, càng nỗ lực nhất định sẽ càng may mắn. Đàn ông bản lĩnh, cầu tiến. Nhưng còn đàn ông vô dụng thì lại đang làm cái gì? Không ca thán thì cũng là oán than. Hôm nay than mình mệnh khổ, không được đầu thai vào gia đình giàu có, ba mẹ không cho được chút vốn nào. Ngày mai ca thán xã hội bất công, bao nhiêu thịt cũng dành hết cho người khác ăn, bản thân đến cơ hội húp canh cũng không có. Ngày kia ca thán vợ không tốt, không biết chia sẻ khó khăn với mình, không kiếm được nhiều tiền một chút để chia sẻ gánh nặng với chồng. Đàn ông bất tài chính là loài sinh vật yếu đuối và tàn tật về tinh thần như vậy. Chốt lại là một câu nói thôi: không phải tôi sai, là xã hội sai, ba mẹ sai, vợ sai, đều là mọi người không giúp được gì cho tôi. 3. Đàn ông bất tài, ca thán. Ngày nay, vì sao ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn? Nguyên nhân chí tử nhất không phải vì họ không muốn kết hôn, mà là bởi họ sợ bị gả cho nhầm người. Nếu phải gả cho một người đàn ông không có bản lĩnh, vậy thì thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm, vậy còn sung sướng hơn. Tuyệt đối đừng để